Các thú vị công bố danh tính nghi phạm bắn chết ca sĩ của The Voice, tên từ Orlando, Florida. Vào thứ bảy vừa qua, cảnh sát Orlando đã công bố danh tính nghi phạm bắn chết nữ ca sĩ Hoa Kỳ Christina Gimmi, 22 tuổi ngay trong buổi biểu diễn ngày 11 tháng 6 vừa qua. Nghi phạm được xác định là Kevin James Lloyd, 27 tuổi đến từ Sang, Petersburg, Florida. Cảnh sát trưởng Orlando John Mina nói với báo chí rằng nghi phạm không xuất hiện cho thấy có tiền án nào và cũng không có dấu hiệu cho thấy hắn ta và Gimmi quen biết nhau. Ông nói họ dự đoán rằng Lợp là người hâm mộ loạn trí của nữ ca sĩ Christina Grimmie. Nghi phạm này đã mang theo hai khẩu súng và một con dao. Khi Grimmie đang ký tặng cho người hâm mộ, Kevin tiến đến trước mặt cô và nổ súng. Anh trai Christina vội vã hành động, ngăn chặn Kevin và trong lúc vật lộn, nghi phạm tự bắn vào mình, thiệt mạng tại hiện trường. Grimmie được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Christina Grimmie là ca sĩ nổi tiếng từ mạng xã hội. Cô có lượng người theo dõi khổng lồ trên YouTube, Twitter và Facebook sau này christina tham gia cuộc thi the voice cô vào đến chung kết và giữ vị trí thứ ba trong ba người về hàng đầu